Đâu các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Lâu quá rồi mới làm vlog. Và cái video này sẽ là vlog đi coi quýnh MMA nha các bạn. Đi coi quýnh lộn có tổ chức. Thì cũng lâu lắm rồi mình không có được quýnh sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Hình như là không có. Nên ngày hôm nay là mình đi coi quýnh MMA được tổ chức ở sân vận động Rạch Miễu nha các bạn. Mình đi coi xin miễn phí để về được quýnh ở Sài Gòn nha các bạn. Các bạn nghe mình tối hẹn nó là 6 giờ mà giờ 6 rưỡi chưa thấy các bạn. Cho nên xúc nó không. Thôi ông im mẹ ám hồn đi. Nghe đến to mình đó tới rồi các bạn. Mày tay mày mấy giờ? Hasaki. Báo gì? Chuyện gì? Hả? Mày biết tao đợi thôi, tao đợi mày bao nhiêu phút không? Đây, editor mình đây các bạn. Giờ mình chờ đi. Em đi chậm chậm nha. Anh mày yếu đuối lắm. Go go go, let's go. Từ đây chạy qua nhà thi đấu Rạch Miễu nhiêu cây ta? Ôi trời ơi, 10 cây hả? Gần quá. Gần mà ba. Rồi, trước khi vô có sức để la thì mình làm tô hủ tiếu nha các bạn. Sao cái lấy cái đũa nó mẻ tiêu ta? Lấy đũa liền. Cái này caramel tự lo, tự lau tự ăn. Ok ok. Thằng anh ấy lo nha các bạn. Ok. Quất. Em à, tới nơi rồi. Bữa nay gặp được những người anh em quen thuộc. Đây, vô xin vé. Tiếp đi giúp chị, lấy vé cho thằng caramel nè. Được rồi. Hello. Xong rồi. Đại ca. Cho xin miếng vé đi. Ồ. Cái gì ai? Em với thằng Thảo. À, thằng Phong. Chưa quen. Nè. Hello. Có chưa? Hả? Có một đồ. Có. Đánh với thằng Camille quá. Thế thẻo đường biên đâu? Sao? Thẻo đường biên. Đâu rồi? Phong đâu rồi? Đưa anh trái rồi. Thẻ liền, cái vỏ mà. Hello anh. Tắt cái điện thoại liền. Đây. Đừng có cãi anh khác. Đừng có cãi anh. YouTube đem. Chắc đúng không? YouTube đem. Vợ có hành rồi. Vô đây được rủ đi săn sóc nha các bạn. Đi làm corner. Săn sóc viên. Khoảng chừng là 2 giây. Tới nơi rồi các bạn. Bây giờ mình đang chuẩn bị đi vô nha các bạn. Sao? Nói gì đây cho vui. Đi săn sóc viên mà, đang săn sóc viên mà. Hello em. Vô đây. Rồi. Đã nhìn xíu các bạn. Giờ không biết khi đến khi nào mình mới được quýnh một cái sự kiện to như thế này ở Sài Gòn. Ghê, nhìn phê không? Nghe nói là tối nay là đông vé rồi. À gì? Kín vé. Bây giờ mình sẽ lên trên khán đài nha các bạn. Ghê đi. Mình cầu trang lại. Nổi tiếng quá người ta biết. Hello. Ok. Hello tỷ. Đời nhằm đáp lại tình yêu của quý vị khán giả cũng như là các vận động viên võ thuật tổng hợp Việt Nam với quy mô vô cùng mạnh. Nói chung là không khí rất là nóng nha các bạn, mới trận đầu tiên thôi. Nói chung là Việt Nam mình tổ chức cái giải đấu này là mình cảm giác dạng như là nó hoành tá tràng nhất từ trước đến giờ nha các bạn. Giờ đang là khúc chuẩn bị nha các bạn. Mấy trận anh, hello anh.
Mày đánh gì? Ok. Đi theo chơi. Đây, cái khúc này đang chuẩn bị nha các bạn, tầm mấy trận nữa thôi. Khúc này nhìn dạy với hồi hộp lắm. Mình trải qua nhiều trận đấu rồi. Nói chung là mình vô cái khúc này là hồi hộp lắm các bạn. Trong đến mình quýnh cho nhanh để xong rồi nghỉ các bạn. Chứ đứng ngồi qua là mệt lắm. Ghê đây. Đây, hôm nay mình sẽ săn sóc anh này nha các bạn. Này tập với mình khá là nhiều các bạn. Ghê. Cố lên. Hiện tại bây giờ là cái cây thì đó tiếp đi thôi. Nói chung là đây là anh mình nha các bạn. Anh này là Tinh Thông nha các bạn. Hồi xưa mình xuống Sài Gòn là đầu tiên là anh là người giúp đỡ mình lúc nào mình nói đừng có dính anh vô. Cái này giỡn thôi. Không, cái này giỡn thôi. Giỡn hả? Không, nhưng mà vẫn lấy á. Không giỡn gì hết á, đăng rồi. Rồi. Nói chung là hiện tại là nền võ thuật Việt Nam mình rất là phát triển nha các bạn. Đặc biệt là bộ môn MMA. Nó dạng như nó tổ chức là nó gọi là nó không có dạng như là cá nhân các bạn. Mình quýnh thì sẽ có người nước ngoài quýnh nữa. Người nước ngoài được đăng ký tập luyện và thi đấu nữa. Nói chung là rất là ok các bạn. Không giống như cái môn chính thống ví dụ như Muay Thái mình đi. Thì chỉ có người Việt Nam được tham dự thôi. Ok. Muay Thái Body Quốc gia thì người Việt Nam tham dự thôi. Còn bây giờ dạng như là MMA á, người ta làm mở rộng các bạn. Nên giờ nhất rất là ok. Mình chắc mình về mình tập em may quýnh em may luôn quá. Rồi vô đây giờ đến chuyên mục chuẩn bị quan chút đi. Vẫn còn đấu thì dạng như là để lên truyền hình nữa bạn, không có tháo chỏ, vẫn mang chỏ nha để cho nó đỡ sát thương. Nói chung là vẫn có bọc chỏ, găng thì găng nhỏ nha các bạn, găng đó. Đây cho mừng gặp găng này đi. Đây. Đâu coi, đây coi. Găng là găng nhỏ nha các bạn. À, quần cũng nhà thi đấu luôn. Ok, nói chung là nhìn làm rất là ok nha các bạn. Lộn quá, lộn quá. Đây là cái này là của anh đó. Ok. Rồi đi ra chứ. Rồi, ok. Vô. Một, chấp. Úp, chấp. Cái dạ, nặng quá vậy. Chấp. Chấp đi. Chuyển đi. Một, hai. Không hăng. Hai. Em. Chấp. 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 Úp, chấp. Mấy trận nữa. Chép, không, nhũ, úp, không, đẩy, bẻ, chép, âm, được chưa? Chúng đích đây, em, em chuyển. Ok rồi. Đi qua mà đi coi được làm săn sóc nha các bạn. Nói chung là hết cuộc đời sĩ cũng phải đi làm vậy thôi. Giờ tập làm cho quen nha các bạn. Nói chung là làm cũng vui lắm, hơi đau tim chút thôi. Tí nữa mình đi biết là sẽ săn sóc viên nên cầm theo GoPro lên mấy khúc hay. Rồi đây lúc mấy giờ rồi bây giờ là 10 giờ các bạn, đứng đợi nãy giờ chắc cần tầm cỡ mấy trận nữa đến nô vậy. Một trận nữa là đến nô rồi, là đến khu mình săn sóc đó các bạn. Okay, xong trận này nha các bạn. Giờ đang ngồi đợi vẫn đang máu nữa nha các bạn. Ôi cho tao coi đi, tao bắt quay hoài gì cả đêm. Hello, xin chào các bạn. Đến khúc quan trọng rồi. Giờ đến phiên trận anh mình nha các bạn. Nói chung là săn sóc cũng hồi hộp lắm.
Ok, mình sẽ đi theo sau nha các bạn. Đấy, quan trọng là các bạn. Nếu mà chắc có cái mic từ xa. 28 tân thắng. Cúp này mình cũng rụng luôn các bạn. Nhưng bây giờ đây cúp này nè, mà mấy chú vậy các bạn. Ngồi đi. Ngồi thả lỏng đi. Trên nó mới tầm 25. Tay mình dài hơn. Tay mình dài hơn. Chỉ muốn bấm một vòng đường, tổng số sẽ được lật mở sau một ít giây nữa trong lần bắt giác của Hoàng Tư Kết. Đang xe Vaseline, cảm ơn chào mừng đây cùng chào đó một thành viên đến từ vòng đấu tay khác thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh Đoàn Thế Hải. Học sinh sinh năm 1990 ở Võ Đài Bắc Đài Xanh và Nguyễn Văn Thanh Niên Duy Châu Bắc Đài Đỏ, người sẽ điều khiển trận đấu này. Xin giới thiệu trọng tài đài Nguyễn Khánh Nguyên. Nhấp nhẹ. Ủa bên nào? Đúng rồi, nhấp nhẹ. Giật, đúng rồi, giật. Giật lại, đúng rồi, giật đi đây vô. Nhấp nhẹ, giật. Tay trước đâu? Ôm lại. Mày kết ôm lại. Cuối cùng sai kịch bản à. Rồi ok. Hơi tiếc các bạn, nói
chung là mình để chăm sóc anh mình mà anh mình cũng thua mình cũng buồn quá. Nói chung là giờ mình hơi víu các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Thì cái video này là video mình đi xem muốn MMA nha các bạn. Thì các bạn cũng thấy không khí á, không khí rất là náo nhiệt nha các bạn. Nên mình cảm thấy rất là hào hứng. Tại vì cái nền võ thuật Việt Nam mình đang phát triển nha các bạn, và đặc biệt là bộ môn MMA. Và sắp tới sẽ có rất nhiều sự kiện võ thuật chuyên nghiệp liên quan đến tư nhân nữa. Ok, các bạn hãy nhớ xem và theo dõi nha. Ok, cảm ơn các bạn.